Nơi ông hát bài
Úc gì đây? À, tiếp tục chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin hạnh được giới thiệu Úc sẽ đánh chương trình ngày hôm nay với bài ca tự chọn. Xin quý vị cho Úc một tràng pháo tay. Ủa còn cái mi kia đâu rồi? Thôi em ca ơn, ca giúp tim chút. Ca đoạn nào, hai ba câu hay gì? Hai câu à. Em không biết nhịp với anh đợi cho em nha. Lên nói cái gì? Lặn đừng để thấp hai câu à, anh vô anh ca cổ luôn rồi nha. Thank you.
Kìa tiểu thư kính chào tất cả trong dịp gần đây mà tiểu thư vừa là công tử sao tôi nghe nó chưa chết qua trong tỉnh còn giận tôi đâu dám dặn mà là sao tôi nghe dặn tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ đã dành tặng yêu lại nhớ vòng cầm trong buồn thank you.
Chuyện này
không đặt em lên đóng bắt đầu là mai với ba con cổ của khách và để anh tục đây thì sẽ là bản ai dùng cổ một phút năm mai anh đặt dùng tiếp chỉ nghĩa trắng mà không trao giao quang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lớp giọt lộ không đơn giản châu Âu đơn giản là 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 giới thiệu nghệ sĩ Giang Quý. Giang Quý sẽ đến trình diễn vào ngày hôm nay với bài ca tự chọn. Xin mời cho Giang Quý một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị. Thank you.
hai câu cho nó cổ. Gắng gắng lên con, gắng lên, gắng lên. Mày hát tao phải chịu rồi đó. Cố lên, hai câu à. Khi hỏi lại sống gì thì tôi đây mới biết cô theo chồng nãy đã được mấy chân qua mà mình làm đâu sai hẹn với người ta vậy mà họ đã đặt đó có nhà tháng qua sớm. Cõi lòng tan nát bước chân đi mà như thể xa không bài.
rồi tự chọn, tự chọn. Chọn lên rồi cái hát rồi em hát mình hai con quạt. Yêu lắm đi. Rồi 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 rồi. Hát bởi tôi nó dài yêu lắm. Xuống quê này.
đi về đây mới đừng khóc nữa. Ai đang đây lâu dòng nước mắt và nỗi nhau nghe lời ly biệt sao. Chắc chắn rồi, sau đây là một vài video. Hai anh nhạc công ở chỗ cũ nha. Karaoke này là tới Yeah.
Bởi vì sáng ngày mai đây cô sẽ ra Thank you.
Yeah.
Yeah.
nhưng biết mấy ai là anh chi em